Chào bác đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em sẽ giới thiệu các mẫu xe đạp địa hình carbon Java SV550, một mẫu xe mà được bán rất là chạy tại cửa hàng của em. Chiếc xe thì chỉ có giá là 7.900.000 mà các bác đã được sở hữu một chiếc xe đạp khung carbon đến từ thương hiệu Đức. Vành là 26 inch, bộ chuyển động là Shimano Asiza 9 nít 3 đĩa. Rất là đẹp thiết kế khung. Chạy âm sườn, dây được chạy hết âm sườn, khung carbon. Rất là chắc chắn, cực kỳ là cơ bắp. Thiết kế khung bản tròn rất là đẹp, phun hết carbon với cái mức giá thì còn là 7.900.000. Và carbon của Đức thì đã rất là bền từ xưa đến nay rồi. Các bác tham khảo xe hay là chơi xe thì cũng có thể biết được cái thương hiệu này. Thương hiệu luôn cho ra đời những chiếc khung carbon cực kỳ là chắc chắn và rất là bền. Lắp sơn nguyên bản. Sử dụng một bộ vành bánh là 26 inch, vay bi vòng của Rovatec. Sử dụng bi vòng bạc đạn của Rovatec. Bộ chuyển động là phôn một bộ Asiza 9 lít và 3 đĩa. Cho xe 27 tốc độ khác nhau. Giảm sóc dầu nguyên zin theo xe. Trên phần ghi đông cũng được trang bị ở đây là bộ tay bấm xả Asiza 9 speed và bên này là 3. Tính cả 9 nít và 3 đĩa. Cụm phanh dầu. Sử dụng theo cụm phanh dầu của Shimano. Cấu hình rất là đẹp trong cái tầm giá. Máy trước cũng sử dụng bi vòng bạc đạn. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe mà em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 44 cm. Khóa yên tới tâm khủng phút là 57 cm. Thì xe của các bác đi từ khoảng 1m65, 6465 đến 7475 đi phù hợp. Và cái giá bán của chiếc xe như em đã thông báo ngay từ đầu video chỉ có là 7.900.000 bao ship toàn quốc. Thế các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.